Chúng ta sẽ xem tiếp tập 11 của Chứng Hiệp Giới Thân nha. Và tập này chúng ta đã được hint rất nhiều drama, kiểu drama chóng mặt luôn ý. Thì bắt đầu bằng việc là Mike đến gặp Joe và nói chung là để khuyên nhủ Joe là hãy đại loại là ý là chia tay đi, tại vì áp lực gia đình các thứ đấy. Tuy nhiên no, không được. Thì Joe về nhà và mẹ biết chuyện, có một bé luật sư gửi tài liệu đến và mẹ đã biết là Joe kiếm tiền từ Minh với tư cách là trẻ được bao nuôi đấy, Nuôi ai mà nuôi sugar baby. tỏ hay mẹ thì không tài Mẹ mẹ có mẹ phải đã chết, rồi mẹ mẹ cũng đã rồi không mẹ muốn đã ở cái rồi ngôi nhà này. Xong mẹ đã rời đi, mẹ học mẹ hay không còn đập hậu hậu một cái chậu cây nào hết, mẹ chỉ rời đi thôi. Thì cô này Joe nó nghi ngờ Mai là người gửi cái hộp tập hồ sơ, tuy nhiên không phải, Mai nó phủ nhận điều đấy. Và để bày tỏ thiện ý của mình ấy, thì Mai cầm muốn dẫn bị nuôi con Minh, đi ra chỗ muốn dẫn của Joe đến nhà của Minh. Và bố bò lên chúng ta mình nhỏ không nè sẽ đến nhà của Minh. bố mình đang nghe mát à Ui, chân God. trò Trông nó phờ thực sự luôn, nó phờ luôn ấy. tao nhìn hiện ra gì à ở bầu trời Đỉnh điểm của phờ phạc. tao mới mì mì là nè pho mè này cả cả là lá cái kia là có li kia là gần สัญญาลาลาไปบอกกับแม่พี่เขาอยากให้เราสองคนแยกกันชักหลัดช่างสวยยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เราพบกันหรอกมึงไม่จอโอ้ยยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกกับพี่มโอู้ my god อยู่ดราม่าว่ะครับบ้านชมมันแต่ถ้ามึงไม่มีพี่เมื่อเริ่มตับเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นกว่านี้นะแต่ถ้าองนี้กูเดินเก่าจะตัวเขาถ้าชีวิตหนึ่งไม่มีพี่อ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรเจ้าลุ่นดัด người khác lên trước bản thân mình อยู่ที่เมืองบ้านมีกี่ตัวเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวข้างในเขาจะช่วยเราเองพี่เอาสัญญาของเราใช่พี่สัญญาว่าถ้าโจคนเดิมกลับมาพี่ช่วยพวกนายสองคนได้คบกันแต่นี่มีเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยทุกท่านจะน้อยด้วยได้จริงนะโจ trước kia đó cưng ก็คนที่พี่เห็นตอนแรกเนี่ยก็คือพี่โจคนเดิมไง giao diện khác Nhưng kỹ năng thì vẫn vậy cưng ạ. Không có nói lên nữa đi. Chị chồng chị phải trả anh phụ được không? Phải trả anh bảo trời mới tài. Tại có yên mấy thường gặp mình chú ít dù. Chạy. Ôi trò cầm mà nhìn lại là này nè. Lễ hồ lại nè. Thay chị chương bảy mấy gần hả? ผมรู้ว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้อะแต่ผมเชื่อนะว่าสักวันพี่จะเชื่อโอ้ยเฮ้ยพ่อ tiểu thuyết bị tan nát từ đây ใครพาเข้ามาขอโทษท่านครับโอ้ยจะเอ้าไม่ui ui 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 ui
Ui. Ui. Trông mặt Minh sợ cực luôn. Nó vừa mắt lờ đờ mà kiểu kiểu nó cực kỳ là vô hồn đấy các bạn, và up nó đang thể hiện đây cực kỳ nét luôn ý, thể nó trông như một bé kiểu nó vô hồn, nó mất tất cả mọi thứ ý. Nó kiểu mắt nó đéo có chuyển động một tí nào và nó đờ ra, xong rồi miệng thì cứ chảy chảy chảy. Oh my god. Nó chảy cái gì ra nhưng mà thức ăn ấy, chắc là chốt lại là bình thường thì mình sẽ chửi nó là sao gọi lãng phí thức ăn như thế. Nhưng mà tôi nghĩ là trong trường hợp này chúng ta có thể thông cảm được cho mình ấy. God. Nó kiểu như là sợ cực ấy. Chúng ta thông cảm được cho mình đúng không các bạn? Chúng ta lãng phí thức ăn được một tí mà. Vậy là phải trải qua những điều gì? God. Ew. God. Nó diễn kịch cơ. Ra đây cái kêu trong mặt kiểu hồng hào, trong mặt kiểu này. Oh my god. 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 Mất công ta biện hộ cho mày. Mình ạ. Mất. Yeah. Mày. Thực sự sao mình không nghĩ này nhỉ? Yeah. Ok, nó dám làm đấy một cái gọi nó nôn ra. God. Để có thể được thoát ra ngoài. Ghê đấy. Thế tao phải chửi mày, mày lãng phí thức ăn. Ồ, mẹ mày, mày lãng phí thức ăn nha. Tao vẫn sẽ chửi mày. Mày vừa ăn một bát yến 14.300.000. Tổ yến hầm. Xong mày nôn hết ra. Wow. ขอบใจแค่พี่ช่วยผมเรื่องนั้นน่ะผมก็รอดแล้วเฮ้ยนี่ลำบากเลยแล้วก็ขอยืมตัวเลขาได้ด้วยผมเหรอครับเอ๊ะเราต้องมามูฟบิ๊กซีไปไอ้ต้องยังไงช่วยดิวทุกคนในชั้นเยอะแล้วเหนื่อยแล้วนะยินดีครับ gì? Bên mày đi đâu vậy? Ủa? Thăm bà mì mà nó cười mày nổi nó mình. Nhưng mà thực sự nếu mà để phải làm thế thì mày... Tại vì... Mình sẽ cái mày bắt thăm này. Bố của mình. Đến mức đấy các bạn ạ. Thế thì phải hạ ổn nó khả kho của mày. What? Nó định lật đổ của bố đó luôn á. Ôi. Ôi. Sinh mà trưởng luôn ý. Ôi. Cháy vãi. Cháy vãi. Thích rồi à?
nghịch mũi về nhé, trêu đùa nhé. Ok nha. Yeah. Cả tuần nay chưa ăn gì rồi. Anh đấy nhiều da lắm. Sơn dữ. Ui. Ủa. Mẹ. Ủa. Sao mẹ đi đến em với nụ cười thân thiện vậy? Ủa là sao? Ủa hôm qua cô còn kiểu đây. Là sao vậy? Ủa? Ơ? Tức là mẹ đi hiểu ra vấn đề là sao? Không hiểu. Mẹ chính là mẹ sao? Tức là tập trước mẹ còn này là hơi nhanh nha. đương nhiên là mẹ ok mẹ hiểu thế là tốt, ý là cảm ơn mẹ nè các bạn. Các bạn có thể bị mẹ bị cua gấp không? Mẹ kiểu bị đa nhân cách ấy. Tức là không phải mẹ bị đơn cách, mẹ bị bẻ gấp. Biên kịch bẻ mẹ quá gấp. Ông quen luôn á. Thì đương nhiên chúng ta sẽ kiểu ok khi mẹ hiểu chuyện, hiểu vấn đề nó. Chỉ cần mình hạnh phúc là. Nhưng mà nó không cho chúng ta thấy cái process của mẹ, cái xử lý của mẹ thì ngay tập trước mẹ, phong cách của mẹ là rất muốn lấy cái nồi cơm điện để đập vào đầu Minh à Joe. Nhưng tập này mẹ kiểu nhẹ nhàng, kiểu mẹ có lý do, không có tư duy của mẹ không hiểu. Thế mình hiểu nhưng mà ý nó không bày lên nên nó bị gãy ấy. Hay là mẹ kiểu tiếc số Yến mà Minh nó nôn ra lúc nãy cho nên mẹ kiểu giờ mẹ đồng ý cho con quên Châu mà nhá. Con đừng nôn ra Yến mà con đã ăn là được. Ok. Hứa với mẹ đi. Nói chung là không hơi gấp. รู้ไหมว่าพี่ต้องทำผิดกฎหมายตั้งกี่ข้อเนี่ยกว่าจะหามาได้nhưng anh vẫn làm thôi. Thi lửa này tông chặt cả liền. Ui nó lật cả bố luôn bằng cái gì ý. Không phải là hả? Mà nó không hả vị trí lắp mươi rồi.
ยังไงก็อย่าประมาทแล้วกันเราลิงก์อะไรก็ดีเดี๋ยวเช่าโดดไปเดี๋ยวผมไปเก็บไปรอให้ครับอ๋อขอไปครับคอม bây giờ nó muốn quen Châu đúng không? Nó cần phải có một điều kiện. Cái sùng cười này cần đây nè. Thì ạ, đồ ạ. Thì ạ, đồ ạ. Thì điều kiện. God. Oh my god. Ông định làm bung bét lên hay gì? หายดีแล้วหรอผมว่าพี่เป็นห่วงตัวเองครับโอ้ดุ๋มโจ chúng ta phải chơi cả thang nữa chứ đúng không นี่เป็นหลักฐานทั้งหมดเพราะพี่ต้องแอบเอาชื่อบริษัทพอไประดมทุนเพื่อใช้หนี้ด้วย Oh my god หมิงหมิงไปเอามาจากไหนอ่ะไม่จริงนะครับหมดฟาดน็อกเอาท์ล้วนกินระดับพอจริงๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะคือหมดอธิบายพอแล้วเราพูดถ้าหลักฐานพวกนี้หลุดไปถึงนักข่าวพ่อคงนึกออกนะว่าคุณบ้านเราจะเป็นยังไงตอนไหนจะเวลาแม่เปิดงานอีกต้องมาฟังเสียงคนเขาซุบซิบกันว่ามีลูกเขยใน18มงกุฎมีเวลาแค่ตื่นมังกุฎซะมังกุฎอะเกลือแล้วผมจะส่งนักข่าวแต่พ่อสัญญาผมครับพ่อจะเลิกยุ่งกับพวกผมอุ้ยพี่แกก็เอาชื่อเสียงคุณกูของเราอ่ะไปแลกกับมันเหรอหมิงหมิงคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าหมิงทำแบบนี้อ่ะพี่จะไม่มีที่อยู่ในวงการเลยนะโอ้ my god ผมจะมาสงสารพี่ทำไมเฮียเกะกังแม่งแต่นายควรจะสงสารหลานได้บ้างนะSao cưng anh lôi cháu, à, con của mình? Thì... Mẹ có thông đến gì nữa rồi hả? Hôm cả cho bọc lưng đi gặp thuốc khôn. Cậu ơi! Con muốn cười của mẹ đưa nà hả? Mình, thân lấy mà bọc mình cần đi thở. Nhưng nói cái hẹn gặp hoán. Cháu là một baby chưa được sinh ra. Mà cậu lôi...เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนูเยี่ยมแม่เยี่ยมโอ้ยไม่พวกเรากำลังคุยทุกไม่เหี่ยวเชื่อนะครับบ้านก็คุยไปสิทำไมต้องเอาลูกไปเกี่ยวด้วยอ่ะหมิงอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะไม่ต้องสนพี่กับลูกเยี่ยมคอนชีแม่คะแอมแบ๊กเกี่ยวจอยทำชิ้นน้ำของมึงไปเถอะเออน้ำของมึงไปเถอะmới có ba cái neuron thần kinh mà tự nhiên bắt mình yeah sao lôi mình vào những cái chuyện suy nghĩ thế này mình đã có đủ chức năng để suy nghĩ đâu bọn này sốp khi à từ khi nãy con nó sẽ ở khoa của mình phải hả kim là buồn con này hả pa không biết mày nhận ra vấn đề từ bao giờ ระหว่างให้ลูกคนเล็กทำเรื่องปวดหัวกับรักษาบริษัทที่พ่อทุ่มเทสร้างมาทั้งชีวิตผมว่าเลือกไม่ยากหรอกถ้าคุณเทย์ nhanh tức là mây hiểu vấn đề cũng không cho chúng ta biết cho mọi thứ đều bị đẩy nhanh แต่แกต้องออกจากบ้านนี้ไปตัวเปล่าแล้วก็ไม่จะกลับไม่ใช่เหรอไอ้คุณท้าย nói rồi เดี๋ยวก็ชื่นเจ๊ตคุณมาบริหารเองพ่อมีสิทธิ์อะไรมาลิ้นเงินผมไปอ่ะความคอนเนคชั่นทั้งความรู้ที่แกมีแกได้ไปชั้นนั้นน่ะพ่อไงเงินทั้งหมดในชื่อของแกผู้ชายคนหนึ่งว่าได้เลือกไม่ยากไหมจริงของพ่อครับget the f- ah vâng yeah đi chúng ta sẽ bắt đầu về livestream bán hàng nhập sáp thơm của Thái Công và bán đúng không chúng ta không cần
sợi bà live stream sáp thơm doanh số sẽ bung nó hổ. Không biết còn một cái gì. Không sẽ tăng với đuôi. Cháy nhá, sống cháy nhá. Cháy của mình là bà. Cháy của mình là bà khai mì. Chị Mai có hại cái khả yêu nào lắm. Chẳng mới chờ khai thuộc cháy thật thì. Sống cháy ạ. Chị Mai có hại cái khả yêu nào lắm. Chị Mai có hại cái khả yêu nào lắm. Mẹ đã dự tính trước hết rồi. Mẹ đã sắp xếp tất cả đồ ở đây. Khóc quên sắp làm thuốc vàng nè khóc quên ngủ. Tháng này vẫn phải trả tiền nha khuôn mình. Kiểu like chúng ta ra đi, không có một ngày gì nữa. Ủa? Mình đã trai rồi, mình chọn cho ba lần nhé. Thế bạn cô sẽ phải cancel câu lạc bộ chơi gôn tháng tới đấy cậu. Rất là đôi mình họp phải ạ. Mình sẽ không phải làm bài cặp kia rồi nè. Làm gì nè trai nữa. ถ้าก้าวออกไปเนี่ยต้องมาเปิดศึกกับบ้านผมนะจะเจออะไรก็ไม่รู้นะเจียนเดาดูอย่างไรกันดูมาสิดูสิพี่ก็พร้อมดูอยู่นะยาเชื่อทุกบ้านนะทุกท่านจะ nhớ con vấn đề tài chính của thong nữa với cái bên oh my god chiến đấu chống lại thế giới chỉ hai chúng ta cháy vãi thực sự. Ôi vãi trưởng, việc đầu tiên chúng ta sau khi thất nghiệp à ý là mất hết tài sản là về sách các bạn, không lo mẹ mày đi tìm hiểu thị trường sáp thơm đi bọn điên này. Đi kiếm mà ăn đi các mẹ ơi. Thật thú vị. Châu sinh nữa. Châu sinh. Thầy cho cháu phi làm thế nào. Chắc chắn ạ. Chắc chắn là mấy cái phần này. Bọn nó vẫn mơ mộng lắm các bạn. Ok. Hãy sống trong bong bóng tình yêu của mày đi. Rồi là trước khi làm như này cần. Sau khi ta làm tình với nhau nhỉ. Khi các bạn làm thì sẽ khít bạc như mình cần đấy. Ôi dồi ôi. Mình nghĩ là chó. Ừ. Rồi đi về căn nhà chị rồi nè. Oh my god. Ôi giờ bọn nó hôn nhau cháy cực. Thế mặc dù nó chỉ còn skinship rất nhẹ thôi, cảm thấy nó kiểu chảy dã man, tại vì bọn nó dám chống lại gia đình mình, chống lại thế giới này, nên bây giờ chemistry của nó cũng rực lửa luôn.ที่ไปทุกนายท่านฟังนะ
ngửi ngửi thề kem chi nó xuất sắc luôn, tại vì chúng ta chứng kiến cái challenge của nó, cái thử thách của nó trải qua như thế. Bây giờ nó rất cháy nhá, cháy lắm luôn á, thực sự. Tuy nhiên thì các bé hơi mong mỏi, mình nghĩ là bọn nó cũng phải nên đi kiếm việc làm đi đấy. Livestream bán nến sát thơm của Thái Công là mình thấy một cái sự bắt đầu nó hợp lý và kiểu like mơ mộng chỉ cho đến khi chúng ta có cái hóa đơn viện phí của mẹ đập vào mặt đấy thì chắc chúng nãy chúng ta mới kiểu nổ bong bóng, hiểu không? Ok. Nhưng mà trước mắt thì gọi là drama nhiều lắm trước mắt đấy. Mình mệt mỏi nhá. Chúng ta đi được một nửa thôi. Let's go. Ê, chỗ. Xóm sẽ phải hạ lại kìa tỏ ra. Cô đi hả? Ừ. Cô Thiều à? Cô Thiều mình cái phần của mà lắm ạ. Mày là lâu. Mình kìm cô đi phèn mà. Thank you. Lần đầu tiên chúng ta được Châu nói mình là người yêu. Ui. Tâm tư mình, để đi xếp khổng còn à. เดี๋ยวพ่อลูกกันขอโทษกันนิดหน่อยเขาใจอ่อนแล้วช่วยพี่หน่อยนะโจโจเป็นคนเดียวที่หมิ่นยอมฟังอ่ะพี่โตเข้าบ้านอ่ะพี่อะไรพี่อีกแล้วแล้วต่อยพี่พูดความจริงอ่ะยังไงผมก็ไม่ช่วยโจช่วยพี่หน่อยนะปล่อยพี่โตพี่อยากเห็นหน้าลูกอยู่อ่ะพี่อยากให้ลูกพี่เป็นเด็กกำพร้าเห็นกับลูกพี่หน่อยนะโอ้ยตายเข้าบ้านอ่ะตายแล้วจุงตั้มบีดละหมดแบงค์ยูโจสภาพดูไม่ได้เลยว่ะโจช่วยหน่อยดิมันมาแล้วอ่ะเอ้ยส่งตัวมันมาแล้วก็ต่างคนต่างไปโจพี่ขอร้องอ่ะไหนถึงจะbọn sao đen này hơi phèn tí nhá. Ý là cái hành động cái phi vụ của nó hơi phèn ha. Và chúng ta biết là để lên đỉnh điểm thì Joe phải là người bị bắt. Nó thay áo cho nhau luôn rồi nha. Tức là Joe đồng ý giúp mà. Tức là bỏ qua việc พี่ขอโทษนะ
Tao mệt mỏi. Mình cởi cái lều mà vậy. Mày bớt làm người tốt lại. Thằng lùn bạn đi. Thiêu không mấy bỏi đồ bài đâu. Ôi. Hả? Rồi mày tốt thế. Ấy. What the fuck? What? Này mình hy vọng là Thong đang diễn nhá. Tại vì nó đứng mà tại sao phải để nó tốt lại làm gì? Ồ để nó tốt lại cũng được nhưng mà nó phải có cái quá trình ấy, nó phải có. Nó không thể bẻ. Sai. Mình không tài thằng là lắm. Kẹp mình. Cưng không biết là cưng đang đi vào con đường nào đâu mà mày dám giúp nó. Yo baby. Mình thực sự hy vọng là Thong nó vẫn đang diễn. Chứ thực ra nó vẫn chỉ ích kỷ thôi. Đừng để cho nó kiểu này. Ông quan tâm à? Tưởng ông chỉ quan tâm đến tiền. Rồi ông quan tâm đến cả mối quan hệ cá nhân nữa cơ á. Thế ông tịch nhìn con nhiều hơn lại. Khiếp. Ông kít công công thứ 500 lán thôi. 500 triệu bạc. Nếu mà chủ yếu cả đi quả, khi gồm. Không bạn ạ. Này mình đang hơi lo lắng nha. Quốc lo hải cũng biết thảo lập đấy. Thô hạ khó quân đu xí. Nên khai nha, khó lì nếu các đều có hạ đa lắm mắng. Chúng ta sắp gọi là giao dịch liên quan đến xã hội đen. Hơi sợ nha, không biết cảnh có mượt không nha. Không mà khó nghe bằng chi bỏ khơi. Chỉ cần mua nhiều anh cháu. Mày bà bố bỏ về. Bỏ cho bác bỏ. Ui. Thông một bên hoa miền hống hộ mình hả? Cho không biết kiểu lương đi lề. Tại không biết em sẽ ra là. Ui. Tôi chơi lại hống hộ này hả? Cô như thầm tôi bên hộ rồi nè. Tôi gọi điện hình là lúc bên tôi một cần gì rồi. Các bạn ạ. ถึงพ่อจะทำลายหลักฐานของมิ่งไปแล้วแต่ผมยังมีเก็บไว้อีกชุดหนึ่งถ้าพ่อไม่ช่วยผมจะนำไปส่งให้นักข่าวเองครับผมยอมออกจากวงการดีกว่าที่ต้องมาสู้หน้าลูกไม่ได้ว้าวว้าว Amazing คือองค์โบ๊ะของนำเนี่ยถูกใจ
mình không hiểu tại sao. Tức là chắc là bị gấp ha. Hoặc là nó chắc lại là đang nghĩ đoạn này mẹ Minh bị bẻ đã gấp, to còn gấp, bị bẻ nhanh gấp khoảng 10 lần nhá. Yeah, và mình cảm thấy nó sẽ không hợp lý. Tại vì đương nhiên, tức là ví dụ như ngoài đời thì cái chuyện gì cũng thể xảy ra, nhưng mà trong phim ý, nó cần phải có gọi là quá trình ấy, nó ý là phải có một cái Tiên nó không thể nào mà Tiên nó Thong đó là người xấu, nó không thể nào bẻ một cách kiểu gãy gãy phát thì luôn được ý. Cảm giác nó được, chúng ta có thể làm thế được, nhưng mà nó phải các bạn, nó phải có transition ấy, nó phải chuyển tiếp kiểu gì cho nó mượt, chứ không phải bẻ gãy lắm ấy, nó gãy và God. Mình chỉ muốn nói về Joe, hãy quên con mẹ Thong đi. Tại vì Thong trong trận đầu này nó đã thua, nó thua tất cả các phía, từ Minh lên võ đài nó với tên là của bé đầy đủ là Trần Sinh Thong, và Minh tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Minh đấy, Hồng Minh và Sinh Thong. Chưa làm gì Minh đã cho Thong quả knockout. Bây giờ bé nhận ra vấn đề, nhưng mà bé vẫn là chỉ là kẻ thua cuộc đối với tất cả chúng ta, cảm thấy vậy. Mình không thể nào mà lốt được cái sự gọi là khai sáng vấn đề, gọi là gì, nhận ra vấn đề của Thong ở đây. Hãy dẹp mẹ nó đi, tôi chỉ muốn nói về Joe. Nếu mà chúng ta hiểu, tức là chúng ta biết Joe ấy, một bé nó cũng bị cực kỳ kiểu bị thiên thần ấy, nó bị kiểu trong sáng ấy, nó kiểu bị tốt, kiểu như là mẹ rời ban xuống để cứu rỗi trái đất này ấy. Thế là nó sẽ làm được đến những cái việc như là nó cứu cái người mà đã từng gián tiếp giết mình, đẩy mình vào, chính là Thong. Nó cứu Thong nha, nó làm một màn standing thế cho Thong cuối cùng, mặc dù là nó biết là nó có thể vào nguy hiểm nha. Like nó bị kiểu nó kiểu bị tốt đến mức mà thề làm người khác thấy khó chịu á, thấy kiểu muốn bóp cổ nó á. God. Và mình nghĩ là nó Joe ấy sẽ là một bé, một người, người bạn đồng hành tuyệt vời đối với chúng ta khi mà chúng ta bị gọi là lạc trên sa mạc ấy. Nó sẽ nó sẽ không có 23 tiếng rồi nó chưa uống nước, nó rất khát rồi, nhưng nó vẫn sẽ chúng ta đúng không, uống trước, các bạn hiểu không? Trông cậu có vẻ khát đấy, cậu mới uống nước 15 phút trước rồi đúng không, nhưng mà thực sự cậu rất khát đấy, cậu uống tiếp đi. God. Nó chính là nó đéo cần quan tâm, hiểu không, đến bản thân mình chứ cũng kiểu đẩy người khác lên ưu tiên ý. ทั้งสองคนเป็นเพลงหมดละส่วนเจ้านี่นอกระบบของแกแกไปจัดการเองโอ้ยบูเดียวรูปมันอ่ะได้ถ้าพ่อไม่ออกมาช่วยเดี๋ยวผมจะจัดการเองเออชิมขอโทษนะพ่อบอกเราได้ทำอยู่สิดึงยิ่งหลังไม้ก็จะต่อเตียนยังมาไม่สามารถทำได้500 triệuกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอ
กล้เที่ยงคืนแล้วครับเสี่ยน้ำจิ้มเจียวคำร้านนี่เกี่ยวละเดินพวกมันเลยนะจัดการไปแต่75ตีให้ละ75ไม่ตีจัก75ตีคุณหน้าบ้านแล้วนะครับได้ผมส่งคนละตัวเดี๋ยวบ้านไม่ละตีได้ก็เสียทำที่บ้านจำนำมิติหัวเศร้าตั้งแต่เด็กเลยเยอะเสียส่งขึ้นมาปล่อยมันเข้ามาไหนก็มาน่ะจุ๊บจ้าจะเซ็นอยู่ฟิล์มถ่ายก่อนเนี่ยเข้าไปได้แค่คนเดียวยังฟิล์มเรงกวานเศร้าแดนยังดักเบียดหรือยังใกล้ๆเดี๋ยวไปเข้าเองไม่ครับงานนี้ต้องเป็นผมเท่านั้นเชิญดักเบียดหรือยังใกล้ๆนี่ทีไหนเทืองที่มิงเทย์ ngoài kinh posta không hình như là chưa phim nàođó làm mượt nha. Không biết phim này thế nào để xem nào. Phần nổ. Mà anh lẻ nhỉ. Chưa là anh ấy mà mê thầm đài anh chị. Bỏ đi vào con. Bỏ mà. Gấp phải cứ. Tà này đó. Để đâu ra tiền vậy? Nhìn mình là ai? 10 ล้านบาทเป็นค่าแรงตัวเขาผมโอ้ my god พอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าอยากได้เงินที่เหลือคุณต้องใช้ผมโอ้ยแม่ผมให้คุณได้มากกว่า500ล้านอีกcố ý làm con tin luôn để tống tiền gia đình của chính mình. Họ là một con sầm khăn của ông. Chỉ mới qua khải có mà thèm cái đai. Ok. Yêu. Em ơi tưởng ông ấy kiểu thương quá, tao sẽ giảm giá cho mày 30% số nợ nhá. Tưởng vậy. Nếu bọn mày xích với nhau. Ui. Nếu bọn mày xích với nhau ngày ở đây tao sẽ giảm giá 50%. What? Súng rồi các bạn ạ. Ôi.Ui. Oh my god. Chưa thấy phát súng nào. Ui. Oh my god. Kỹ năng nghề nghiệp đã cứu chúng ta khỏi đây. Ui.Oh my God.
ีเขาอยู่ก็ไม่ได้จะสนใจอะไรแต่เมื่อเขากลับเสียใจและได้เพียงส่งให้เธอแล้วโชคดีให้เธอได้ไปพบกันดะchâu nhìn cái rất tiếc nuối luôn nhở. Yeah. Mình thấy là cũng được, tức là không, cái cảnh bọn nó sau khi xong xuôi hết súng đạn cái thứ gì bé ngã ở đây, bọn nó tương tác rất rất amazing đúng không? Và cảnh thì ý là trước đấy cảnh súng đạn này mình cảm thấy ở mức ổn. Nó không quá là kiểu, nó không chưa mượt hẳn đến mức mà nó mượt, nhưng mà nhìn chung là mình thấy so với những cái phim Thái là liên quan đến súng đạn nha, ngoài King Post ra, King Post mình thấy là mượt, thì đây ý là nhìn chung là thấy cũng ổn, cũng tạm ổn rồi á, ok á. Ôi cái gì đây, what, chiều không gian gì đây? Cuộc đời Châu, cuộc đời của Châu. God. Cái này ông lên đây không mà anh. Ui. Oh my god. Nó xuất hồn luôn. Again, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Cuộc đời của bé nó bị mệt mỏi ấy. Thật sự. Đây chơi gần sắp thì nè. Ôi. Gì vậy? Gì vậy? Rồi bên là chàng của mình. Thì cháu hình, cứ chị của rồi. Ủa? Sao? Cái gì các bạn ạ? Không, nó không thể nào mà quay về cơ thể cũ được nữa. Cơ thể cũ đã thành... Mày tài. Tại có mấy thứ của mình chỉ biết. What? Cho cả mày dù ra hoàng phạm bình tập phạm tài ít khắng. Kháng còn. Kháng một mình có lưu hay chào. เจ้าถึงได้กลับมาเจอเคราะห์กรรมซ้ำๆแต่วันนี้เจ้าจะได้เป็นคนเลือกเองแล้วคนไม่ก็ใช่เงยตื่นชอบทรมานอยู่ในวังวนเดิมๆก็กลับเข้าร่างเนวมวนแต่วันนี้เจ้าจะได้เป็นเนวมวนเนวมวน chịu đau khổ trong vòng lặp cũ thì quay về nếu muốn thoát khỏi luẩn quẩn này thì bước ra cánh cửa đó. Oh my god. Nó có quyền được lựa chọn. Nó có thể quay về nhưng mà chúng ta phải bị lặp lại vòng luẩn quẩn này á. Chúng ta thoát ra rồi mà. Mấy người nữa. Để cho bé tự do chọn đi cậu. Cặp chỉ biết chỉ tổng khỏi bên tôi thèn hay cặp phải tổng lại.
tức là hai lần chết của bé, bé đều đóng làm thế thân nha. Lần đầu tiên bé làm thế thân cho Tong, lần thứ hai bé vẫn làm thế thân cho Tong và bé chết. Xong rồi Tung Tuần nghĩ đến những điều tiêu cực vậy. Nghĩ những cái thứ cá kho, mì tôm, trứng mà nói là làm cho cậu đi nào. God. Ôi. Rồi. Thực ra để nói về việc nó mệt mỏi, thực ra nó cũng hợp lý. Hai lần nó chết đều vì nó làm thế thân cho người khác. Oh my god, đừng, đừng, đừng. Ui. Có gì bên này vậy các bạn? Ôi, hết rồi. Có gì ở bên này vậy? Đập sau là đập. À. Ôi, đập sau các bạn ạ. Ôi. Nó mở cánh cửa và nó bước sang á. Chúng ta biết gì? Chúng ta có biết là bên kia cánh cửa có gì không? Cái đầu... Nó sẽ dẫn chúng ta đến phòng ngủ tập thể của chương trình Anh Sai Say Hi thì sao, đúng không? Và Châu sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với Hiếu thứ hai, đúng không? Thật sự là kiểu... God. Nhìn chung là Hiếu thai của bạn gái thôi mà. Sorry. Thì Ali Hoàng Dương vậy. Thế nên là chúng ta sẽ phải tức là mình hiểu sự mệt mỏi của Joe. Nó sẽ cảm thấy mệt mỏi, tại vì thực sự là mệt mỏi thật mà. Đúng, nó chết hai lần đều vì làm thế thân thì nó sẽ cảm thấy mệt mỏi. God. Nhưng mà cậu muốn bước sang cánh cửa đấy, cậu không muốn quay về dương thế nữa, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, cậu hiểu không? Ví dụ như là kiểu bây giờ Highland nó ra một dòng nước freeze, hoặc là nước mới, cậu không được thử, cậu có cảm thấy nó ngủ lại. Hãy suy nghĩ lại đi. Hãy suy nghĩ. Nhìn chung là chúng ta sẽ phải tức là mình muốn, tương nhiên chúng ta muốn là mình ở Joe quay về với mình. Nhưng mà thực ra cái việc mà những cái dòng suy nghĩ tiêu cực của nó toàn những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi, toàn những cái thứ mà nó đã phải chịu đựng tiêu cực khi nó làm thế thân ấy được hiện ra vừa nãy, làm thúc đẩy nó đẩy đi được cánh cửa ấy, là một thứ mà mình cũng có thể hiểu ha. Chúng ta hiểu tại vì thực sự rất mệt mỏi và nó làm cho bé chết lần thứ hai, thì nhìn chung là không biết bé chọn nào, cũng thể tí được, có thể bé sẽ quay lại, nhưng mà ý là tôi không biết. Không biết. Thực ra chúng ta cũng đâu biết bên cánh cửa kia dẫn đến đâu, đúng không? Không thể quay về cơ thể cũ là chắc chắn rồi, tại vì cơ thể đã thành bụi rồi. Không biết là... God!